Hôm trước thì mình đã đọc về, mình sẽ scroll trước một số những cái trong lúc chờ đợi các bạn khác nhé. Các bạn có thể tag bạn bè hoặc chia sẻ livestream này để cho người thân hoặc là người quen cùng xem. Còn hôm trước thì chúng ta đã đọc về cái chủ đề này, bạn nào còn nhớ không? Đấy ạ. Chúng ta đã nói đến việc là gì? Để trong cái thời kỳ giãn cách này đúng không? Social distancing, nếu mà mình muốn là có một cái tinh thần tích cực bởi vì mình không được đi ra ngoài thì mình cần phải làm những việc gì đó. Thì hôm trước mình đã nói về vấn đề là chúng ta cần phải giảm cái thời gian chúng ta xem social media, Facebook. Nhưng thực ra chúng ta đang ở đây là không hẳn là dạng như là xem social media đấy, right? Bởi vì là chúng ta vẫn đang học một cái gì đấy, làm cái gì đấy mới với bản thân, chứ không chỉ là scroll ở trên Facebook để xem những cái tin linh tinh. Và cũng không nên xem quá nhiều tin, cập nhật tin từng giờ từng phút, bởi vì nó sẽ gây cảm giác ức chế cho mình, nhất là trong cái thời đại này. Tiếp theo nữa là gì nhỉ? Bỏ bớt cái điện thoại đi, đúng không? Bớt TV, bớt điện thoại đi, thay vì đấy bằng cách là đọc sách đi, trau dồi kiến thức này mà cũng cảm thấy thoải mái hơn. Ok, đấy là một số những cái gợi ý của ngày hôm trước, và hôm nay chúng ta sẽ bắt đầu với những cái gợi ý tiếp theo. Và các bạn có thể nhìn thấy ngay ở trên màn hình ấy, mình sẽ để cái phần này là nhỏ lại một chút, là họ đưa ra những cái bí quyết như là coloring. Có bạn nào thích coloring có thể comment ở bên dưới, tức là mình tô màu đó. Cái này mình cũng rất là thích luôn. Mình thấy là không biết là mình còn giữ cái tác phẩm của mình tô tượng cho mọi người coi luôn, quay với mọi người. Đây bức tượng nàng tiên cá của mình. Thực ra là hôm đấy đi mua đồ cùng với con, thế là mới mua cái này về, xong rồi ngồi buồn tô thấy cũng được phết, mọi người cũng cảm thấy là xả stress rất là tốt. Cho nên mình nghĩ là coloring cũng là một cái cách rất là hay để cho mình cảm thấy là thư giãn hơn, thư thái hơn. Bạn nào mà thích cái này có thể comment ở bên dưới cho Moon viết này. Rồi bước thứ hai là gì, là các bạn có thể là viết. Viết cũng là một cái cách rất là tuyệt vời để giết thời gian, để cho thời gian nó qua đi. Ví dụ như là ở trong này tác giả họ nói rằng là gì, các bạn có thể viết blog giống như mình. Rồi các bạn có thể tạo ra một cái cuốn sổ lưu niệm là scrapbook. Dạng như cái sổ lưu niệm đó, nó có cái sổ, xong rồi mình bắt đầu mình dính cái mình viết này, xong rồi mình dính cái nọ, dính cái kia, dính hình ảnh, rồi dính những cái sự kiện liên quan vào trong đấy, trang trí đó. Đó, thì mình có thể tạo ra một cái cuốn sổ như thế. Thì trong cái thời đại này nó cũng là một cái điểm mốc trong lịch sử, là người đấy chứ, đáng để ghi nhận lại, và sau này biết đâu con cháu của mình có thể nhìn lại rồi xem, có thể ấn tượng, đúng không? Rồi cái ý cuối cùng ở đây của họ là tập thể dục. Tập thể dục là một điều vô cùng quan trọng, và nhóm mình có ai tập thể dục không? Mọi người có thể comment ở bên dưới cho Moon viết nhé, các bạn có tập thể dục không ạ? Nếu như ở nhà mà không ra ngoài đường mà lại không tập thể dục nữa thì sẽ rất là bức bối luôn. Nên mình vẫn duy trì cố gắng là 10 phút đến 15 phút mỗi ngày yoga. Những ngày cuối tuần thì có thể dài hơn, khoảng tầm 25 đến 30 phút nếu mà mình có thời gian. Còn nếu như không thì thường mình chỉ làm khoảng 10 phút mỗi sáng, như mình đã nói ở những cái livestream trước. 10 phút thôi, nhưng mà thực sự là nó rất là powerful, nó sẽ giúp cho các bạn có được một cái tinh thần, bởi vì nó giống như kiểu thiền và yoga kết hợp. Mình suy nghĩ về những cái điểm lặng của cuộc sống, mình kết nối với bản thân mình tốt hơn, mình sẽ cảm thấy đỡ stress hơn. Và thực ra theo cái kinh nghiệm cá nhân của Moon ấy, thì việc mình gắn kết với con mình trong thời kỳ này cũng là một cái cách để mình cảm nhận được trọn vẹn ý nghĩa của một người mẹ và cảm thấy hạnh phúc hơn đấy. Nên chia sẻ ngoài lề một chút, thế vậy mình sẽ bắt đầu đọc nhé. Mọi người đã muốn Moon đọc chưa, hay vẫn muốn chia sẻ thêm ạ? Mọi người comment đi, mọi người cố gắng tương tác nhiều ở trên fanpage khi mà mình xem livestream. Cái điều này sẽ làm cho Moon cảm thấy rất là thích, bởi vì là thấy là mọi người quan tâm này, mọi người thích tương tác này. Mọi người nhớ nhé, cố gắng là chia sẻ cái livestream này đến những bạn bè, người thân cần biết để xem cùng với nhau cho vui. Các bạn hoàn toàn sau cái buổi livestream hôm nay, cái mà mình muốn đó là các bạn hãy làm luyện miệng cùng với mình. Khi luyện miệng cùng với mình, các bạn có thể là quay video lại và up ngay ở phía bên dưới để cho mình biết là các bạn đã chuyển động miệng như thế nào nhé. Và nếu có thể thì quay luôn cả cái miệng của các bạn không cần quay cả khuôn mặt, nhưng mà quay cái miệng chuyển động để mình biết là như vậy là cái livestream của Moon ngày hôm nay là ngày thứ hai, nó đã thật sự hữu ích với nhiều người. Mình sẽ bắt đầu đọc bài này này. Các bạn nhớ là chuyển động miệng, tập khởi động trước UI như hôm nọ mình hướng dẫn nhá. UI nào. Và từ U chuyển về Y. Các bạn có đang tập cùng mình không đấy? Comment nào. Nếu mà đang tập cùng với Moon thì comment là ok nha, hoặc là good. Chuyển động miệng. Đó, mình đã thấy sần sật rồi. Mặc dù sáng nay mình cũng đã khởi động một lần rồi đấy. Giờ khởi động lại vẫn thấy ok luôn. Ok. Rồi, các bạn có thể khởi động lâu hơn. Mình sẽ khởi động lâu hơn một chút. Massage hàm. Và bây giờ chúng ta sẽ đọc. Ok. đọc một lượt trước nhá, xong rồi mình sẽ đọc chậm. Rồi mình kéo cái màn hình lại gần nhìn cho nó dễ. Coloring. Using coloring books can be incredibly therapeutic and it can keep you busy for hours at a time. Take the time to focus on what you are coloring in, add small details, and maybe shed it in. Before you know it, you've created a masterpiece. Write. Writing can be an excellent way to pass the time, especially if the subject in which you're writing about is one you're particularly interested in. There are many different ways you can write. One example of this is to write a blog post similar to what I'm writing now. If blogs aren't your thing, then you can write a story, journal entry, or try your hand at poetry. You might surprise yourself. Create a scrapbook. As taxing as this time is, you're a part of history now. This pandemic may be spoken about for a very long time, so why not document your experience? Grab a scrapbook, and insert pictures you've taken during the pandemic, newspaper clippings, notes, and journal entries. Create a book people can look back on and really understand what life was like during this time. Exercise. Just because gyms are closed doesn't mean you can't exercise at home. Exercise is great for your mental health just as it is for your physical health. What are you waiting for? Get some music on the go, do some exercise, and get your sweat on. Thì đấy là cái bài này họ nói về cái này đúng không? Mà các bạn đọc qua rồi, các bạn biết rồi, mình đã giải thích qua cái nội dung để cho mọi người hiểu rồi, rất là tốt. Bây giờ chúng mình sẽ cùng đọc chậm. Ok, mình đọc chậm cái bài này cùng nhau luôn nhé. Mọi người đừng chỉ nghe, mọi người hãy nhẩm theo Moon. Và mình đã post sẵn cái nội dung cái bài đọc này ở trên cái post ở livestream. Các bạn nhìn thấy cái nội dung á, thì các bạn sẽ nhìn vào đó, các bạn đọc theo mình, hoặc có thể nhìn vào màn hình nếu cảm thấy đủ rõ nhé. Mình sẽ đọc chậm thôi. Coloring. Nhớ là khi đọc thì mình tập trung vào chuyển động miệng. Ok, thay vì là tập trung vào đọc chuẩn chỉnh rồi âm chính xác rồi trọng âm rồi du dương rồi lên xuống. Mình không cần cái đó trong bài tập luyện miệng này để cho miệng dẻo hơn và để vượt lười mỗi ngày. Cái mình cần đó là mọi người tập trung vào cái phần cơ miệng, chuyển động hàm nữa khi mình nói. Ok, giống như trong tiếng Việt á, mình có thể nói rõ ràng hơn rất nhiều. Okay, just kidding. Now let's go. Coloring. Using coloring books can be incredibly therapeutic and can keep you busy for hours at a time. Ôi, mình uống hết hụm nước đã. Tiếp nha. Take the time to focus on what you're coloring in. Add, nhớ miệng căng ra. Các bạn nhớ nhìn vào gương trong quá trình đọc nha. Add small details and maybe shade it in. Before you know it, you've created a masterpiece. Write. Writing can be an excellent way to pass the time, especially if the subject in which you are writing about is one you're particularly interested in. There are many different ways you can write. One example of this is to write a blog post similar to what I'm writing now. If blogs aren't your thing, then you can write a story, journal entry, or try your hand at poetry. You might surprise yourself. Create a scrapbook. As taxing as this time is, you are a part of history now. this pandemic. Các bạn phải hơi nhiều khi là mình hơi cường điệu hóa lên, mình tự mình mất fun cái bản thân mình một chút, vừa để vui, vừa làm cho bài tập này nó vui hơn, mà vừa lại là cho cái miệng mình chuyển động nhiều hơn so với bình thường. Ok, this pandemic will be spoken about for a very long time. So why not document your experience? Grab a scrapbook and insert pictures you've taken during the pandemic. Newspaper clippings, notes, and journal entries. Create a book people can look back on and really understand what life was like. Chỗ này phải đọc liền đấy. What life was like during this time. Exercise. Just because gyms are closed doesn't mean you can't exercise at home. Exercise is great for mental health, just as it is for your physical health. What are you waiting for? Get some music on the go, do some exercise, and get your sweat on. Hết rồi, blah blah. Rất là tốt đúng không ạ? Hết rồi đấy, thì mọi người thấy không? Đọc như vậy là một lượt rồi. Các bạn đọc xong chưa? Các bạn đọc xong cùng với mình chưa? Comment ở bên dưới cho mình biết xem nào. Comment đi nhỉ, mình đợi mọi người đấy. Bạn nào xong thì nói là done, bạn nào theo kịp nói là done, bạn nào cảm thấy là ôi mệt quá, theo không có kịp cô rồi thì cũng comment ở bên dưới là em theo không có kịp để cho mình biết nha. Mình sẽ đợi mọi người đấy, hôm nay mình đợi. Mình muốn mọi người tương tác tốt hơn ở trong nhóm để cho chúng ta ở trong cái page này, bởi vì đây là một cái nơi mà mình sẽ chia sẻ tri thức cũng như là các kỹ năng của mình trong rất nhiều năm tu luyện tiếng Anh và đi dạy tiếng Anh nữa, nên là mình cảm thấy rằng là sẽ rất là được như kiểu một cái món quà ấy, nếu như các bạn chia sẻ những cái tri thức này cũng như là các bạn tập luyện theo. Đấy là một cái món quà rất là giá trị, cái việc các bạn up video lên để cho mình biết là bạn này, bạn ấy đã xem cái này livestream của mình, bạn ấy được mình truyền cảm hứng và bạn ấy đang làm một cái gì để thay đổi. Đấy là cái điều mà mình thấy rất là xúc động luôn á. Rồi, được chưa mọi người ơi? Để xem mọi người comment nha. Mọi người có thể comment cho mình nhé, là các bạn cảm thấy như thế nào khi tập bài tập này. Hôm nay có phải là ngày đầu tiên các bạn tham gia cái thử thách này không, hay là hôm nay là ngày thứ hai? Các bạn có thể comment ở bên dưới cho mình biết nhé. Rồi, cảm ơn mọi người, rất tốt. Mọi người vẫn theo kịp. Có một số bạn mà mệt quá chắc là chưa học phát âm rồi. Cái việc đôi khi mà mình nói đúng là nhiều khi á, tại vì mình thực ra là nếu các bạn gặp mình ở ngoài sẽ thấy là mình cũng hơi mập một chút đấy, cho nên là nhiều khi phải hít hơi để mà có hơi để nói đó. Chúng mình cùng đọc lại một lần nữa nhé. Khi đọc các bạn có cảm thấy mỏi miệng không? Có cảm thấy mỏi miệng không ạ? Quan trọng nhất là đọc phải thấy mỏi. Còn nếu mà đọc theo mình ấy mà thấy là ôi cô ơi, em chả thấy mỏi gì cả thì cái bài tập này nó chưa hữu hiệu với các bạn. Các bạn phải cảm thấy mỏi ở phần hàm và phần xung quanh miệng. Có ai thấy mỏi thì comment ở bên dưới luôn nha. Mình thấy mỏi thì nó mới có tác dụng. Cái bài tập này mình cũng không nhớ là mình đã tập từ hồi nào nhỉ. Mình chỉ nhớ là một cái bản năng ấy, từ hồi ngày xưa thì mình thấy là mỗi khi mà mình phải dùng đến tiếng Anh, mình hay làm cái này này. Mình có chuyển động miệng đâu vài chục lần, chuyển hàng lên xuống là mình thấy là nó cũng mềm mại hơn rất là nhiều. Thế sau đó thì có những ngày mà mình lười, mình không có học tiếng Anh á, mình lôi một cái quyển sách bằng tiếng Anh ra, hoặc là mình Google một cái bài đấy bằng tiếng Anh, xong rồi mình cứ đọc to lên ấy, thì nó cũng là một cái mà đôi khi khi mà chúng ta bị trì hoãn, chúng ta muốn làm một cái gì đấy nhưng mà chúng ta có thể là có rất nhiều việc xung quanh rồi, chúng ta lười, chúng ta không muốn bắt đầu, thì cái việc mà để bắt đầu thật sự là hãy cứ làm đi. Tức là nhiều khi là lôi cái việc đấy ra và chỉ làm 5 phút, 10 phút thôi thì tự nhiên là mình đã vượt qua được một cái thói quen. Các bạn có biết là lười nó là một thói quen không? Và trì hoãn là một thói quen. Đó, thì mình có thể vượt qua được cái thói quen đấy nếu như mà mình bỏ công việc và bảo là ok, đến giờ này tôi sẽ làm cái việc này, just do it trong vòng 5 phút và các bạn dần dần các bạn sẽ vượt qua được. Ok, mình sẽ cùng đọc lại một lần nữa nhé. Coloring. Using coloring books can be incredibly therapeutic, người này bắt nguồn từ the therapy, tức là có tính chất trị liệu. Thì cái tính từ của nó có nghĩa là therapeutic, có nghĩa là mang cái tính chất thư giãn kiểu trị liệu đó. And can keep you busy for hours at a time. Take the time to focus on what you're coloring in, add small details, and maybe shade it in. Before you know it, you've created a masterpiece. Write. Writing can be an excellent way to pass the time, especially if the subject in which you're writing about is one you're particularly interested in. Chuyển động miệng, okay? Move your mouth. There are many different ways you can write. For one example of this is to write a blog post, similar to what I'm writing now. If blogs aren't your thing, then you can write a story, journal entry, or try your hand at poetry. You might surprise yourself. Create a scrapbook. As testing as this time is, you are a part of history now. This pandemic will be spoken about for a very long time, so why not document your experience? Grab a scrapbook and insert pictures you've taken during the pandemic. Newspaper clippings, notes, and journal entries. Create a book people can look back on and really understand what life was like during this time. Exercise. Just because gyms are closed doesn't mean you can't exercise at home. Exercise is great for your mental health, just as it is for your physical health. What are you waiting for? Get some music on the go, do some exercise, and get your sweat on. Mọi người thấy không? Rất là dễ, mọi người thấy mềm mại hơn chưa? Phải stay positive trong thời đại này mọi người ạ. Cái gì nó cũng sẽ qua, ok? This too shall pass. Always remember that. Mình hy vọng là những cái livestream này ít ra là sẽ tiêm nhiễm trong đầu mọi người những cái ý tưởng về việc là sống tích cực lên. Thật sự là như mình chẳng hạn là mình cũng bí bức lắm bởi vì là nhà thì 3 đứa con. Xong rồi lại phải lo chúng nó, vẫn phải làm việc ở nhà, nó cũng rất là ức chế. Nhưng mà mình đã ứng dụng cái gì nhỉ? Mình đọc sách này, mình tập thể dục này, mình dành thời gian cho các con này, mình trồng cây, mình thấy vui này, mình xem phim. Mình chưa viết nhưng mà mình đang nghĩ đến chuyện là có khi thời đại này viết một cuốn tiểu thuyết cũng được đấy nhỉ. Và suy nghĩ tích cực, nhìn thấy những cái điểm thú vị của một cái vấn đề gì đấy. Tức là mình không nên chỉ nhìn về cái mặt trái. Và thực ra cái việc mà ít tiếp xúc với các tin tức rất là tốt. Mình thấy cái bí quyết đấy cực kỳ hay. Social media nhiều cũng không tốt, cũng không nên xem TV quá nhiều. Nói chung là mình đôi khi mình phải discipline bản thân mình. Và với bản thân mình thì trong cái thời kỳ này ấy, mình cũng hay viết ra những cái ý định của mình, những cái mục tiêu của mình để mình mỗi ngày mình hoàn thành. Và người ta bảo người dịch bệnh này đâu có biết là sống hôm nay cũng không biết ngày mai như thế nào, đúng không? Cho nên là hãy sống tốt nhất mỗi ngày và học mỗi ngày một cái gì đấy mới, tận dụng thời gian của mình thôi, thế thôi, chứ đừng nên lo lắng quá. Mình thì tin vào số phận nên mình cũng không cảm thấy sợ hãi lắm. Ok, chúng ta bây giờ sẽ cùng đọc lại một lần nữa nhé. Có một số bạn bảo là ở trên cơ quan nên là không thể xem được livestream, thì các bạn yên tâm là các bạn sẽ có thể coi lại. Trong vòng 3 ngày mình vẫn sẽ giữ livestream ở trên page. Sau 3 ngày thì mình sẽ xóa mọi người nhé. Nên các bạn có thể hoàn toàn xem lại được cái livestream này ạ. Mình livestream vào lúc 11 giờ một phần là bởi vì sao? Bởi vì mình không có thời gian vào buổi tối. Đợt này các bé nhà mình đang thi online mà mọi người thi thử này rồi thi thật này. Ôi phải đến 5 ngày liên tục mọi người ạ. Xong rồi có hôm qua là mình phải trực canh giờ từ 2 giờ chiều đến tận 10 giờ tối cho 2 bạn nhỏ đi thi. Không còn thời gian để làm cái gì cả. Rồi Bây giờ chúng ta sẽ cùng đọc lại và luyện miệng. Chia sẻ với mọi người một cái nhỏ là khi mà ngày xưa trước khi mà mình luyện về phát âm ấy, thì cái miệng của mình không tự tin chút nào luôn. Khi mà mình nói mình không biết lưỡi của mình đang ở đâu, mình không biết miệng của mình như thế nào. Nhưng sau một thời gian mình làm video hướng dẫn phát âm ở trên kênh YouTube của MoonESL đó, rồi mình đi dạy phát âm và mình sử dụng rất là nhiều đến khẩu hình, thì mình cảm thấy là mình điều chỉnh miệng của mình rất là tốt luôn. Tức là mình cảm thấy tự tin hơn về miệng của mình này. Mình không còn cảm thấy là ôi miệng mình không đẹp hay là răng mình xấu kiểu như vậy, mình không nghĩ đến cái chuyện đó luôn. Nhiều người bảo ơi cô Moon đi làm như vậy có cần phải làm cạp lại răng không, hay là có cần phải làm trắng răng không. Mình không nghĩ đến chuyện đó. Mình cảm thấy là tự tin với cái miệng của mình, thì mình nghĩ là học phát âm nó cũng có một cái lợi là cái đấy các bạn sẽ, những bạn nào mà cảm thấy giống như mình ngày trước cười mà cảm thấy mình đang xấu thì nên đi học phát âm để cảm thấy tự tin hơn. Mình hiểu về nó hơn, ok? Mình hiểu về cái miệng của mình hơn, mình sẽ cảm thấy tự tin hơn. Mình bắt đầu đọc lại một lần nữa, một lần cuối cùng cùng với nhau. Và các bạn hãy thử đọc lại lần này cùng với Moon xem là chúng ta sau khi tập 2 lần đọc chậm thì chúng ta đọc cái bài này nó có trở nên dễ dàng hơn không nhé. Ok. Coloring. Using coloring books can be incredibly therapeutic and it can keep you busy for hours at a time. Take the time to focus on what you're coloring in, add small details, and maybe shed it in. Before you know it, you've created a masterpiece. A masterpiece. Right. Writing can be an excellent way to pass the time, especially if the subject in which you're writing about is one you're particularly interested in. There are many different ways you can write. One example of this is to write a blog post similar to what I am writing now. If blogs aren't your thing, then you can write a story, journal entry, or try your hand at poetry. You might surprise yourself. Create a scrapbook. As testing as this time is, you are a part of history now. This pandemic will be spoken about for a very long time, so why not document your experience? Grab a scrapbook and insert pictures you've taken during the pandemic, newspaper clippings, notes, and journal entries. Create a book people can look back on and really understand what life was like during that time. During this time, exercise. Just because gyms are closed doesn't mean you can't exercise at home. Exercise is great for your mental health just as it is for your physical health. What are you waiting for? Get some music on the go, do some exercise, and get your sweat on. Đó, như vậy là xong rồi. Rất là tốt, mọi người làm rất là tốt đó. Mọi người cảm thấy nào hãy comment ở bên dưới sau khi tập luyện miệng một chút. Chuyển động mà một lần là Moon đọc cho mọi người này, xong là 2 lần Moon đọc chậm cùng với mọi người này, xong rồi này Moon lại đọc lại một lần nữa và đọc nhanh hơn cùng với mọi người này. Mọi người cảm thấy thế nào comment ở bên dưới nhé. Chắc là lần này nhanh thì mọi người sẽ đọc khó theo hơn đấy, nhất là những bạn mà chưa quen với cả phát âm tiếng Anh thì các bạn sẽ cảm thấy khó hơn. Comment ở bên dưới cảm xúc nào, có cảm thấy là nhanh quá không cô ơi, hay là cảm thấy là cái bài tập luyện miệng này nó có hữu ích không, có miệng có cảm thấy là mỏi không. Nếu mà mỏi là chúng ta đã exercise thành công rồi đấy. Comment đi cả nhà ơi, mình sẽ đợi mọi người trước khi mình chốt lại cái buổi livestream ngày hôm nay nhé. Nhanh tay nào. Mọi người comment cho mình nhé. Cảm xúc của mọi người như thế nào? Bản thân mình ý, mình không biết mọi người như thế nào, nhưng mà những bạn học viên của MoonESL mà tập bài này rất là nhiều rồi, các bạn rất là thích bài này. Bản thân mình tập bài này xong ấy, mình cũng cảm thấy rất là thích. Và các bạn hoàn toàn có thể lấy bất kỳ một cái quyển truyện nào bằng tiếng Anh mà các bạn tìm thấy ở trong nhà, hoặc là trên mạng, hoặc là không phải thể là chuyện bài báo, hoặc là một cái đoạn văn tiếng Anh kiểu như thế này. Và mình đọc mỗi ngày khoảng tầm như trong cái livestream này chắc là chúng ta đọc cũng khoảng 10-15 phút đúng không? Thì các bạn cũng có thể làm cái điều này trong vòng khoảng 10 phút mỗi ngày buổi sáng. Khi mà mình thức dậy mình đọc to một đoạn tiếng Anh, mình vừa luyện cái miệng của mình cho nó mềm mại hơn, mình sẽ cảm thấy tự tin hơn. Và đến khi mình cần phải dùng cái tiếng Anh thì mình sẽ không cảm thấy ngại nữa. Và cái điều đặc biệt nhất đó là gì? Đó là khi mà các bạn làm một cái việc như thế này thì cái mà mình cảm nhận được đó là chúng ta cảm thấy là chúng ta làm được cái việc gì đấy mỗi ngày, nó không bị lười nữa. Đấy là cái rất là hay. Chúng ta cảm thấy là mình không bị lười biếng, hoàn thành được một cái con ếch các bạn đọc cái cuốn Eat That Frog thì sẽ thấy là ăn một con ếch ấy, của Brian Tracy, thì các bạn sẽ thấy rằng là gì, là mỗi ngày chúng ta chọn một con ếch rất là xấu xí. Bông mới nói rằng là mỗi ngày chúng ta ăn cái con ếch xấu xí, một con ếch thì đã biết là trong ngày đấy không còn có điều gì tồi tệ hơn nữa, bởi vì việc ăn một con ếch sống là cái điều kinh khủng nhất trên đời rồi. Cho nên là khi mà làm việc mỗi buổi sáng nên chọn ra một cái việc nào đấy khó nhất, xương sổng nhất để ăn. Và sau khi các bạn ăn xong cái con ếch xấu xí của các bạn, cái phần việc khó khăn nhất đấy rồi, thì coi như là các bạn đã rảnh rang cả ngày, vì các bạn đã cảm thấy mình đã hoàn thành được một cái việc gì đấy. Như vậy thì cái con ếch xấu xí của ngày hôm nay của các bạn là gì? Hãy comment ở bên dưới cho Moon biết nhé.